không phải là những mái nhà quá khang trang, to lớn. Những mái nhà thắp sáng ước mơ chỉ là những ngôi nhà nhỏ vững chãi, an toàn trong mùa mưa bão. Đối với các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Và đó là những ngôi nhà đầy ắp tình thương, sự sẻ chia, chung tay của cả cộng đồng. Cái nhà này là từ bên kia nó chuyển về đây. Đấy, nó theo các con coi như là làm cái nhà này. Thế bây giờ đối với hai ông bà là chúng tôi bây giờ cũng là một cái điều sự rất khó khăn. Đấy, cái thứ nhất là sức khỏe tuổi thì bây giờ cũng cao so với mọi người thì chưa có, nhưng mà đối với sức khỏe thì hàng ngày tôi với bà cũng toàn đi viện trạm. Đấy, đấy là nhà của bà ở dưới viện. Thế thì trong đối với gia đình ấy thì thật sự ra là các con nó cũng có 6 đứa con, 4 gái và 2 trai, nhưng mà thực sự các con bây giờ nó cũng phải làm để mà trong vấn đề cho con ăn học, điều kiện cũng rất khó khăn. Thế thì giúp đỡ ông bà thì chỉ bảo như năm ngoái nó cũng muốn lập lại cái nhà, nhưng mà trong vấn đề do bà ấy viện trạm chi tiêu nó cũng có hạn, các con nó không giúp được. Thế mà cố gắng hôm nay là cũng nhờ được cái thứ nhất chính quyền địa phương và đồng thời cấp trên hỗ trợ để chúng tôi làm một cái căn nhà. 12 năm của những yêu thương và sẻ chia, chương trình Thắp Sáng Ước Mơ cũng đã có nhiều sự thay đổi để làm sao mỗi chương trình lên sóng sẽ tạo hiệu ứng tốt và sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Khảo sát kỹ lưỡng, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người nghèo để làm sao kết nối được thật nhiều những tấm lòng hảo tâm, thắp sáng những ước mơ còn dang dở. Chương trình Thắp Sáng Ước Mơ do Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên cũng như là Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện, đây có thể nói là một chương trình rất là ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc. Thế và trong nhiều năm qua thì cấp ủy chính quyền huyện Đại Từ cũng luôn luôn nhận được sự quan tâm của chương trình này, cùng với huyện để thực hiện xây dựng nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đại Từ. Và có thể nói rằng là từ cái chương trình này sẽ tạo ra cái sức loan tỏa rất là lớn trong cộng đồng dân cư cũng như là trong cấp ủy chính quyền các cấp. Thế và đặc biệt là huyện Đại Từ đang triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Thì năm 2024 này với quyết tâm là huyện Đại Từ về đích nông thôn mới nâng cao, thì chúng tôi xác định rằng là đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa nhân văn và cùng với cấp ủy chính quyền địa phương để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đây là một cái tiêu chí rất là quan trọng để nâng cao đời sống cho nhân dân. Đặc biệt là cái chương trình này thì sẽ góp phần là đối với huyện Đại Từ là 100% số hộ gia đình có điều kiện hoàn cảnh khó khăn về nhà ở sẽ được xây dựng nhà ở trong năm 2024 này và năm 2025. Thì ngoài cái việc mà hỗ trợ của chương trình ra thì cấp ủy chính quyền huyện cũng đã có cái kế hoạch vận động nhân dân, rồi các tầng nhân dân và đặc biệt là nhân dân trong khu vực thôn xóm sẽ ủng hộ về ngày công, rồi là giúp sức để cùng với gia đình cũng như là cùng với chương trình để xây dựng ngôi nhà nó khang trang theo đúng cái mục đích yêu cầu đã đề ra. Tôi cũng đã được đồng hành cùng với chương trình Thắp Sáng Ước Mơ là cũng số này là số thứ 2 rồi. Và khi mà được đồng hành cùng chương trình thì trong lòng tôi thì tôi cảm thấy là rất là mong muốn là được tham gia thêm nhiều cái chương trình như vậy nữa để làm sao mà lan tỏa được cái sự yêu thương đến những hộ gia đình đang gặp nhiều cái khó khăn. Và tôi cũng rất là cảm ơn chương trình bởi vì đã giúp cho tôi có thể có cái cơ hội được đồng hành cùng chương trình và lan tỏa những cái ước mơ đến cho những hộ gia đình khó khăn. Và khi mà đến với những hộ gia đình thì tôi thấy rất là thương về cái hoàn cảnh của bà con trong cái điều kiện nó khó khăn như vậy. Và cũng mong rằng là sau này sẽ có nhiều mạnh thường quân sẽ hỗ trợ và giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn để vượt qua những cái giai đoạn khó khăn nhất. Công ty thì cũng luôn luôn là có những cái chương trình đặt ra những cái mục tiêu làm sao để công ty có thể đóng góp được vào những cái chương trình gây quỹ để hỗ trợ những hoàn cảnh, những gia đình khó khăn. Và luôn mong muốn là sẽ được đóng góp nhiều hơn nữa. Thật ra thì công ty thì cũng mới đang bắt đầu trong cái giai đoạn để tìm cách đóng góp những cái chương trình thiện nguyện của công ty đối với nhiều gia đình khó khăn. Thì những nơi mà công ty làm việc thì công ty cũng có đóng góp qua thông qua các ban ngành ở tại địa phương mà công ty làm việc, rồi cũng cố gắng tìm hiểu đó là có những cái chương trình nào mà công ty có thể tham gia, thì công ty luôn luôn là cố gắng để đóng góp.
Hành trình yêu thương đi qua, rất nhiều những ngôi nhà mới đã được xây trên chính khó khăn vất vả của những ngày cũ. Nhiều hoàn cảnh đã có thêm điều kiện để thoát nghèo, dần ổn định cuộc sống. Trân trọng những gì đã tạo dựng, nghĩa cử yêu thương của hành trình thắp sáng ước mơ chắc chắn vẫn sẽ nhận được sự đồng hành của nhiều nhà hảo tâm và những tấm lòng vàng trong xã hội, tiếp tục lan tỏa truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của người Việt.